Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Khám phá lịch sử. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề hết sức thú vị, đó là sự chuẩn bị về văn hóa của một nước lớn đang trỗi dậy. Nước lớn trỗi dậy cần có sự chuẩn bị về chính trị, kinh tế và tất nhiên không thể thiếu sự chuẩn bị về văn hóa. Chủ tịch Mao Trạch Đông từng nói, Trung Quốc có hai cái lạc hậu, đó là lạc hậu về kinh tế và lạc hậu về văn hóa. Kinh tế Trung Quốc đã có những bước tiến vượt bậc. Nhưng văn hóa thì sao? Liệu có bắt kịp được tốc độ phát triển đó không? Câu trả lời là chưa. Sức mạnh cứng đã mạnh lên rất nhiều. Giờ đây, điều cần thiết là tăng cường sức mạnh mềm, sức mạnh của văn hóa. Trung Quốc có hai ưu thế để thay đổi văn hóa. Thứ nhất là ưu thế về lý luận tư tưởng, lý luận là nòng cốt của văn hóa. Thứ hai là ưu thế về chế độ chính trị, một chế độ phù hợp với tình hình đất nước tuy nhiên công cuộc xây dựng sức mạnh mềm văn hóa vẫn còn đang đối mặt với nhiều thách thức thách thức đầu tiên chính là vấn đề hiện đại hóa văn hóa truyền thống nền văn hóa truyền thống đã từng là niềm tự hào nhưng sau nhiều biến cố lịch sử nó lại trở thành đối tượng bị phê phán vậy chúng ta nên nhìn nhận nền văn hóa lâu đời này như thế nào làm sao để vừa giữ được những tinh hoa truyền thống vừa có thể thích nghi với thời đại mới đây là một câu hỏi lớn đặt ra cho tất cả chúng ta thách thức thứ hai đó là vấn đề tố chất và lòng tự tin dân tộc tố chất dân tộc đã được nâng cao rõ rệt nhưng nhìn chung vẫn chưa đủ để đáp ứng yêu cầu của một nước lớn đang trỗi dậy hãy thử so sánh với các quốc gia khác như đức hay nhật bản văn hóa dân tộc đức nổi bật với sự tôn trọng lý trí kỷ luật và tinh thần tự cường người nhật bản nổi tiếng với tính kỷ luật sự tỉ mỉ và lòng tự hào dân tộc. Vậy còn chúng ta thì sao? Liệu chúng ta đã đủ tự tin để khẳng định bản sắc văn hóa của mình trước thế giới? Thứ ba, đó là vấn đề ảnh hưởng quốc tế của văn hóa. Văn hóa Mỹ với phim ảnh, ẩm thực và công nghệ đã lan tỏa khắp toàn cầu, trong khi đó, tiếng nói của văn hóa Trung Quốc vẫn còn khá yếu ớt. Vậy làm thế nào để văn hóa của chúng ta có thể vươn ra thế giới, để những câu chuyện, những giá trị của chúng ta được chia sẻ rộng rãi hơn? tiến trình trỗi dậy của các nước lớn cho thấy biến đổi văn hóa sâu sắc và tiến bộ văn hóa là yếu tố then chốt hãy nhìn vào lịch sử chúng ta sẽ thấy bồ đào nha tây ban nha vươn lên nhờ văn hóa biển hà lan phát triển nhờ văn hóa thương mại anh quốc trỗi dậy nhờ văn hóa công nghiệp còn mỹ thì dẫn đầu thế giới nhờ văn hóa sáng tạo rõ ràng văn hóa đóng vai trò vô cùng quan trọng vậy một nước lớn muốn trỗi dậy cần những điều kiện văn hóa nào Thứ nhất, cần tăng cường ý thức quốc gia và giữ gìn văn hóa truyền thống. Thứ hai, cần tăng cường sức mạnh mềm văn hóa để nâng cao ảnh hưởng quốc tế. Thứ ba, cần có một tâm thế cởi mở, sẵn sàng học hỏi văn hóa tiên tiến của nước ngoài. Và cuối cùng, cần kiên trì tư tưởng dẫn dắt và đổi mới cơ chế. Vậy, Trung Quốc cần cho chiến lược xây dựng văn hóa như thế nào? Trước hết, phải nhận thức đúng đắn về vị trí chiến lược của văn hóa. Cần xây dựng lòng tự tin văn hóa, nhìn nhận đúng đắn giá trị của văn hóa 5.000 năm lịch sử. Cần tăng cường xây dựng quan niệm văn hóa, coi trọng hệ thống giá trị cốt lõi. Cần xây dựng nền móng văn hóa vững chắc, nâng cao tố chất quốc dân. Cần tìm kiếm quy luật phát triển văn hóa. Cần tạo dựng bầu không khí tôn trọng văn hóa, trọng dụng nhân tài. Và cuối cùng, cần tích cực triển khai giao lưu văn hóa với thế giới. Quý vị và các bạn nghĩ sao về những thách thức và cơ hội trong việc xây dựng văn hóa cho một nước lớn đang trỗi dậy hãy chia sẻ suy nghĩ của mình với chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe hẹn gặp lại trong các tập podcast tiếp theo của khám phá lịch sử